9 loài vật quý giá bị con người dồn đến tuyệt chủng. Ai cũng sợ ngày tận thế, đó là ngày không còn con người sống trên trái đất vì nhiều lý do như là thiên tai, bệnh dịch, đại hồng thủy, thiên thạch hay là sự trừng phạt nào đó của Thượng Đế xuống qua địa cầu nhỏ bé. Nhưng hiện giờ chưa đến ngày đáng sợ đó mà có nhiều loài động vật đã bị tận diệt bởi chính bàn tay con người rồi. Dù chỉ là một phần nhỏ trong giới tự nhiên, con người với trí tuệ siêu việt nhưng tràn đầy lòng tham và sự ích kỷ đã phá hoại trái đất trầm trọng. Hôm nay chúng ta hãy thử nhìn lại một chút, xem nhân loại chúng ta đã khiến cho bao loài vật đi đến diệt vong và cùng suy ngẫm nhé. Hổ Tasmania. Chó sói Tasmania hay còn gọi là hổ Tasmania, chó sói túi, là một loài thú ăn thịt có túi, bề ngoài giống như chó hoặc là chó sói, với những sọc vằn trên lưng giống như loài hổ với hình dáng đầu chó mình hổ. Sinh vật này xuất hiện đầu tiên ở Úc và Papua New Guinea, nhưng khoảng 2.000 đến 200 năm trước chúng biến mất trên đại lục Australia và chỉ còn tìm thấy ở đảo Tasmania, miền Nam Úc. Đây là loài thú có cú ngoạm mạnh gấp 3 lần một con chó với cân nặng tương đương. Kỳ lạ là những con vật nhỏ hơn lại có cú cắn mạnh hơn con lớn. Chó sói Tasmania bị săn bắn gần như tuyệt chủng trong hàng trăm năm sau khi người châu Âu đến định cư trên hòn đảo ở Nam lục địa Úc. Ban đầu họ chưa biết và sợ loài thú này, mặc dù chúng sống ẩn dật trong tự nhiên và muốn tránh con người. Vào thập niên 1800, các nông dân buộc tội chó sói có túi là tấn công cừu. Vì thế họ đã dùng đến súng săn, dùng đến thuốc độc, hơi ngạt và bẫy để tiêu diệt chúng. Cuối cùng ý muốn của con người được toại nguyện, loài này đã biến mất chỉ trong vòng 70 năm. Con hổ Tasmania cuối cùng được biết đến cũng là con trong đoạn clip có tên là Benjamin. Nó bị một người dân bắt được vào năm 1933 và dành thời gian 3 năm sau đó sống trong vườn thú Beaumaris. Đến tháng 9 năm 1936, Benjamin chết do sự bất cẩn của người bảo vệ vườn thú đã vô tình nhốt nó ngoài trời trong một đêm giá rét. Chớ trêu, cách đó 2 tháng, chính phủ Úc mới ra tuyên bố công nhận hổ Tasmania là loài động vật cần được bảo vệ. Phải mất 50 năm sau đó, đến năm 1986, giới chức trách mới nhận ra Benjamin là con hổ Tasmania cuối cùng trên thế giới, để rồi công bố về sự tuyệt chủng của loài này. Mặc dù chỉ là những thước phim đen trắng ngắn ngủi, nhưng vì đây là loài được tuyên bố tuyệt chủng, nên những tư liệu như thế này là vô cùng quý giá đối với chúng ta. Các nhà khoa học ở Đại học Melbourne, Australia đã làm việc trong dự án hồi sinh động vật tuyệt chủng suốt nhiều năm. Gần đây, quỹ Wilson Family Trust đã tài trợ hơn 3,6 triệu đô cho trường đại học và khoản tiền sẽ được chuyển cho phòng thí nghiệm nghiên cứu khôi phục gen hổ Tasmania. Ngựa vằn quagga. Ngựa quagga là một phân loài đã tuyệt chủng của loài ngựa vằn đồng bằng từng sống tại Nam Phi. Loài ngựa này có thân hình chỉ nửa vằn thân trước. Nó được xem là một trong những loài vật đã tuyệt chủng nổi tiếng nhất của châu Phi. Trong thời đại tuyệt chủng của ngựa quagga, sự phát triển của lĩnh vực phân loại loài tự nhiên không phát triển như ngày nay. Bị hạn chế bởi công nghệ, hầu hết các nhà khoa học thời đó đã phân loại động vật theo hình thái, thói quen và bộ lông của chúng. Chính sự nhầm lẫn này đã đóng góp khiến ngựa quagga bị tuyệt chủng ngay khi chưa ý thức được tầm quan trọng của chúng. Quagga còn được cho là loài ngựa vằn độc nhất bởi vì loài ngựa này vừa có một nửa giống ngựa vằn và một nửa giống ngựa. Mọi người còn gọi chúng với một cái tên hài hước khác là ngựa vằn không mặc quần. Ngựa quagga từng sinh sôi khá nhiều ở châu Phi nhưng đã trở thành nạn nhân của việc săn bắn trái phép bởi thịt ngựa và da của chúng rất có giá trị. Ngựa quagga hoang dã cuối cùng đã bị bắn vào những năm cuối thập niên 1870 và con cuối cùng chết trong điều kiện nuôi nhốt vào năm 1883 tại vườn thú Artis Magistra ở Amsterdam, Hà Lan. Mãi đến năm 1886, ngựa quagga mới được xếp vào danh sách các loài động vật được bảo vệ. Nhưng tại thời điểm đó, đã 3 năm trôi qua kể từ khi con quagga cuối cùng chết và bên ngoài tự nhiên cũng chẳng còn con quagga nào cần được bảo vệ. Sư tử mũi hảo vọng. Sư tử mũi hảo vọng là phân loài sư tử thời hiện đại, từng sống ở Đông Nam Phi và đã bị tuyệt chủng cục bộ vào giữa thế kỷ 19. Chúng có đặc điểm giống với loài sư tử núi Atlas ở Bắc Phi, là chiếc bờm rất dày và sẫm màu, thường kéo dài tới tận phần dưới bụng. Năm 2000, các cá thể sư tử được khẳng định là hậu duệ của sư tử mũi hảo vọng đã được tìm thấy trong điều kiện nuôi nhốt ở Nga và hai trong số chúng đã được đưa về lại Nam Phi. Hiện trong nhiều viện bảo tàng trên thế giới có trưng bày những mẫu vật hộp sọ thật của chúng. Tê giác đen Tây Phi. Tê giác đen Tây Phi là một loài tê giác hiếm của loài tê giác đen sinh sống ở châu Phi. Năm 2011, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tuyên bố rằng loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng.
Nó đã từng sinh sống khắp ở savan Tây Trung Phi, nhưng đã bị tuyệt diệt do nạn săn trộm. Tê giác đen Tây Phi cao từ 1,4 đến 1,7 mét và nặng từ 800 đến 1.300 kg. Nó có hai sừng. Số phận của tê giác đen Tây Phi dường như đã bị tiêu diệt khi những người định cư châu Âu bắt đầu đến châu Phi. Săn bắn thể thao và phá hủy môi trường sống của tê giác để mở đường cho các khu định cư của con người trở thành thông lệ thường ngày. Từ 1 triệu con tê giác đen vào đầu thế kỷ 20, số lượng của chúng đã giảm xuống chỉ còn 70.000 con vào những năm 1960. Làn sóng giết tê giác thứ hai bắt đầu vào những năm 1970, khi những kẻ săn trộm tham lam lấy sừng tê giác bắt đầu săn lùng những sinh vật này một cách tàn nhẫn. Không chỉ những con tê giác đen sống bên ngoài các khu vực bảo tồn gần như bị xóa sổ hoàn toàn bởi nạn săn bắt trộm bất hợp pháp, mà những con trong khu vực được bảo vệ như công viên quốc gia và khu vực bảo tồn cũng bị ảnh hưởng. Giữa năm 1970 và 1992, gần 96% tê giác đen đã bị loại bỏ, với tê giác đen Tây Phi chịu số phận tồi tệ nhất trong số 4 phân loài của tê giác đen. Chim Dodo là một loài chim không biết bay đã tuyệt chủng sống ở Mauritius. Dodo cao khoảng 1 mét và có thể nặng từ 10 đến 18 cân. Tài liệu duy nhất mà chúng ta có về sự xuất hiện của Dodo là thông qua các hình ảnh minh họa khác nhau và các tài liệu viết từ thế kỷ 17. Vì vậy, diện mạo chính xác của nó vẫn chưa được giải đáp. Người ta cho rằng loài chim này không thể bay do có sẵn nguồn thức ăn dồi dào như là hạt rễ và quả rụng và ít kẻ săn mồi đe dọa đến chúng. Tuy nhiên, khi các thủy thủ Hà Lan lần đầu tiên đặt chân đến Dodo vào năm 1598, thì loài chim này đã bị săn đuổi đến mức tuyệt chủng. Lần nhìn thấy loài chim Dodo cuối cùng là vào năm 1662. Voi ma mút lông cừu. Một loài động vật có vú khổng lồ, được cho là có quan hệ họ hàng gần với loài voi ngày nay. Tổ tiên của nó đã di cư ra khỏi châu Phi cách đây khoảng 3,6 triệu năm, lan rộng khắp phía Bắc Á và Bắc Mỹ. Sinh vật này cao hơn 4 mét và có thể nặng hơn 6 tấn. Chúng được bao phủ bởi bộ lông khá rậm và chiếc ngà cong của chúng có thể dài tới 5 mét. Voi ma mút lông cừu cuối cùng đã biến mất cách đây 10.000 năm thông qua sự kết hợp giữa việc săn bắn của con người và sự biến mất môi trường sống của nó do biến đổi khí hậu. Quần thể voi ma mút lông cừu cuối cùng bị cô lập được cho là đã biến mất khỏi đảo Wrangell ở Bắc Băng Dương vào khoảng năm 1700 trước công nguyên. Hổ răng kiếm. Thường được gọi là hổ răng kiếm hoặc là sư tử mèo có răng cưa, chúng tồn tại cách đây 55 triệu đến 11.700 năm. Mèo răng cưa là loài động vật ăn thịt được đặt tên cho những chiếc răng nanh dài, ở một số loài dài tới 50 cm. Về cấu tạo khá giống gấu, chúng được cho là những thợ săn cừ khôi và săn được các loài động vật như là con lười và voi ma mút. Những con mèo này có thể mở hàm của chúng ở một góc 120 độ, rộng gần gấp đôi so với một con sư tử hiện đại. Người ta tin rằng sự tuyệt chủng của mèo răng cưa có thể liên quan đến sự suy giảm và tuyệt chủng của các loài động vật ăn cỏ lớn mà chúng săn bắt. Các giải thích khác bao gồm biến đổi khí hậu và cạnh tranh thức ăn với con người. Chim Huia. Loài chim này sống ở phía bắc của New Zealand. Cánh của chúng có màu xanh đen rất đẹp. Các thủ trưởng người Maori bản địa rất thích dùng lông đuôi màu đen với viền trắng của chúng để làm vật trang sức. Ngoài ra, những người phụ nữ châu Âu thời thuộc địa cũng sử dụng lông của nó như một biểu tượng của địa vị xã hội. Thậm chí những chiếc lông đuôi của chúng được bán với giá rất cao ở một số nơi. Điều này đã khiến cho chúng bị săn đuổi hàng loạt. Và cuối cùng, loài chim này được xác nhận là đã tuyệt chủng vào năm 1907. Mồ câu viễn khách. Đây có thể được coi là loài động vật tuyệt chủ đáng tiếc nhất trên trái đất. Chúng từng là loài chim phổ biến nhất trên hành tinh của chúng ta. Số lượng của loài này ở Bắc Mỹ đã từng lên tới 5 tỷ cá thể. Đàn chim lớn nhất được ghi nhận dài tới 500 cây số và rộng 1,6 cây số và phải mất tới vài ngày để cả đàn chim này có thể bay qua một khu vực. Chúng đã từng là một loài có quần thể phát triển cực kỳ thịnh vượng sau khi bị con người săn bắt với số lượng lớn và thậm chí người ta còn dùng tới Đại Bác để săn đuổi chúng. Cuối cùng, loài chim này đã tuyệt chủng chỉ sau vài chục năm. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN cho biết, tốc độ tuyệt chủng của các loài động thực vật trên trái đất hiện đang ở mức cao khủng khiếp gấp 1.000 lần so với trước thời kỳ con người xuất hiện. Đây quả thực là một mối đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái và sự tồn vong của giới tự nhiên trên trái đất, và chúng ta chính là thủ phạm. Điều chúng ta có thể làm hiện nay là mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ tự nhiên của bản thân. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ trong từng người, nhưng khi làm cùng nhau, chúng ta sẽ tạo thành làn sóng lớn có thể bảo vệ chính mẹ tự nhiên thân yêu đang ngày ngày nuôi sống chúng ta.
Vậy để bảo tồn được nhiều loài hơn nữa, chúng ta phải có ý thức bảo vệ thiên nhiên, ngôi nhà của các loài động vật. Hạn chế săn bắt và sử dụng các sản phẩm từ các loài động vật sẽ khiến chúng hạn chế được cảnh lâm vào nguy cơ diệt vong một cách đáng tiếc. Các bạn còn biết loài nào có nguy cơ tuyệt chủng? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.